Ông già, hiện tại con trai của ông đang nắm giữ tôi. Tôi là kẻ bắt cóc đang giữ con cóc, đang giữ con trai của ông. Bây giờ ông cần bao nhiêu? Nope. Ông cần bao nhiêu để tôi thả con trai của ông? Không phải lộn, bây giờ tôi cần bao nhiêu? Không phải lộn, bây giờ ông cần bao tôi? Bây giờ ông phải đưa cho tôi 300 triệu tôi mới thả ông, tôi mới thả ông con của trai, tôi mới thả con trai của ông ra. Vẫn không tin. Được rồi, ông bật video lên đi. Con trai của ông sẽ cho tôi và ông gặp nhau. Con trai của tôi sẽ ông. Con trai của tôi. Tôi. Ông. Tôi sẽ cho ông và con trai của. Và con trai của ông gặp tôi. Gặp nhau. Dòng do quá. Bây giờ ông cho tôi mấy ngày? Ông cho tôi mấy ngày để tôi chuẩn bị tiền tôi đưa cho con trai của tôi. Tôi để tôi. Ông cho tôi mấy ngày để ông đưa tôi thả con trai. Tôi cho ông 3 ngày để ông đưa cho tôi 300 triệu, sau đó tôi sẽ ông sẽ trả con. Sau đó tôi sẽ thả con ông về với ông. Đưa một ít hả? Thôi được rồi. Để tôi coi tôi còn bao nhiêu rồi tôi chuyển cho ông. Phải lộn. Thôi được rồi. Ông có bao nhiêu ông cứ chuyển cho tôi. Yên tâm đi ông già. Tiền trao múc cháo. Tiền trao cháo trắng. Không. Múc. Tiền trao cháo múc. Ông cứ chuyển tiền cho ông. Tôi cứ chuyển ông cho anh. Bây giờ tôi sẽ không làm hỏng con, làm hại con trai. Mình nói chuyện giùm tao cái. Mình nói không hiểu ai tao không nói hiểu. Nói chuyện giùm cái coi. Nhanh nhanh nhanh. Khỏe quá. Giờ làm giúp việc rồi không cần phải nói chuyện nhiều. Dạ alo, con là bà chủ. Dạ alo, chú còn bà lã. Dạ alo, con cù bà chẳng. Chú là còn bà. Con bà là chủ nè. Hả? Con không phải là bà chủ. Con là Merino. Con là Merino. A là giúp việc của nhà bà chủ Phơ Jenny. Chơ Phơ Nên. Chen Phơ Nên. Jennifer. Dạ. Dạ, ngài có chuyện gì để bà chủ về con với bà chủ báo. Để con báo qua bà chủ nè. Để con với bà chủ báo ông chủ. Để con báo lại cho bà chủ. Dạ, cậu David. Mẹ của tôi có nhà không bà Maria? Dạ, bù trả đi cưng. Dạ, bà Jennifer vừa mới ra ngoài cùng với ngài Christian rồi ạ. Dạ, cậu đói rồi chứ? Ừ. Dạ, vậy cậu dọn cơm cho tôi ăn đi. Vậy tôi dọn cơm cho cha cậu ăn đi. Vậy mẹ cậu với cha cậu dọn cơm cho hai mình ăn à. Vậy mình dọn cơm cho. Vậy tôi sẽ dọn cậu cho. Tôi sẽ ăn cậu. Ê! Vậy tôi sẽ dọn cơm cho cậu ăn. Chào cô Maria, tôi đến giao món hàng hôm trước này. À, dạ, cảm ơn anh mua cài. Cảm ơn anh cài mồ. Mố con canh. Cảm ơn anh Michael. Của tiên bao nhiêu tuổi vậy? Của kiên bao nhiêu tình? Của tôi tiên bao nhiêu? Của tôi bao nhiêu tiền vậy ạ? À? À, của bà là 730 thưa bà. Tôi không có tiền thưa ngài. Ai đặt thì ngài đòi người đó nha. Bà Maria. Dạ, có chuyện gì vậy cô chủ? Tôi có chuyện muốn nói với bà. Vô đi cô. Chào bà Maria. Tôi cứ nghĩ là sau câu chuyện đó, cô phải lẩn trốn ở đâu rồi đó. Cô phải đổ trốn. Cô phải đổ đốn. Cô phải chẩn đoán. Đoan phải chẩn cố. Cô phải lẩn trốn ở đâu đó rồi. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ở đây. Hai người biết nhau à? Dạ không, thưa cậu chủ. Mình vô nhà được chưa ạ? Từ ngày mai bà không cần phải đến đây làm việc nữa. Cô Clara sẽ làm điều đó. Cậu chủ, từ chiếc cái băng sừng, ai xì của tôi đã làm việc từng cướng Abandon. Vậy mà bây giờ cậu xích sùng bất cùng vậy sùng. Tôi không ngờ thèm lẹt nó tật lọt. Xích màu lát sùng. Lũng cạp. Bây giờ sủng xiết sắc mà lao. Át xì sùng chết mau lam thằng cưng. Trời, cả lớp ngồi xuống nha.
Lớp của mình sẽ học bài văn mới, cả lớp mở dùm cô trang 42 nha. Hôm nay mình sẽ học bài Sơn Tinh Thủy Ngân, Sơn Tinh Thủy Cung, Sơn Tinh Thủy Tiên, Sơn Tinh Thủy Tinh. Trước tiên thì cô sẽ tóm tắt cái nội dung của bài văn này để cho các em nắm ha. Ngày xưa, thời Mỹ Nương thứ 18 có một người con gái tên là Hùng Vương. Ngày xưa, thời Mỹ Nương... Thời Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mỹ Nương. Thì một hôm nọ, nàng mới tiễn vợ. Thì một ngày nọ vua mới tiễn vợ cho Mỹ Nương. Thì một ngày nọ Mỹ Nương mới tiễn chồng cho vua. Ê! Một ngày nọ vua mới tuyển chồng cho Mỹ Châu. Thì cho Mỹ Nương yêu cầu của nhà vua là phải có xính lễ. Xính lễ là soi chín gà. Xính lễ là voi chín gà cà hấp rượu. Voi. Xính lễ là voi chín gà. Gà chín chịu. Gà chín ngựa. Rửa chín rừng he. Rửa chín rừng hoang hả? Voi chín gà. Gà chín cửa. Ngựa chín sừng châu. Ngựa chín Hồng Mao của cô. Cô nhớ ngựa chín Hồng Xiêm. Ngựa chín là Mao. Ngựa chín Hồng Mao. Rồi ai mà đem xính lễ tới sớm thì vua sẽ gả mình. Ai mà đem xính lễ tới sớm thì Mỹ Nương sẽ gả cha của mình cho. Thì Mỹ Nương sẽ cưới người đó cho vua. Thì vua sẽ gả Mỹ Nương cho người đó. Trong lúc bấy giờ thì nhân gian có hai vị thần. Một người là Sơn Tiên. Một người là Sơn Tùng. Một người là Sơn Tinh, nắm giữ các ngọn núi. Còn một người là Thủy Tiên, vợ của Công Vinh. Còn một người là Thủy Cung. Còn một người là Thủy Tinh, nắm giữ. Còn một người là Thủy Tinh, nắm giữ các vùng biển. Thì sáng ngày hôm sau, Sơn Tinh đến trước Mỹ Nương. Thì ngày hôm sau, Sơn Tinh đến trước Thủy Tinh. Vua gả Thủy Tinh cho Sơn Tinh luôn. Ê, vua gả Sơn Tiên cho Thủy Tiên. Vua gả thằng Nga. Vua mới gả con gái mình cho Sơn Tinh. Sau đó Mỹ Tinh. Ê, sau đó Mỹ Nương và Sơn Tinh tân nương. Cái gì? Sau đó Mỹ Nương và Sơn Tinh về biển. Nope. Về đồn. Về trường. Về núi rừng sống. Thủy Tinh dâng sóng thần lên, tạo hết những cơn sóng thần. Ngoài cái tác phẩm Sơn Tinh Thủy Tinh ra thì mình phải ôm thêm 4 tác phẩm nữa để chúng ta có một kỳ thi thật là tốt nha. Thì đầu tiên bài mà em về cần phải ôm là bài Chiếc Thuyền Ngoài Ra. Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Tiếp theo là tác phẩm Vợ Chồng A Mã. Vợ Chồng Tuân Thủ. Vợ Chồng A Phủ. Tiếp theo là bài Cô Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông. Không. Em đã đặt tên cho dòng sông. Em đã đặt tên cho cô. Ta đã đặt tên cho dòng sông. Ai đặt tên cho dòng sông? Đúng rồi, ai đã đặt tên cho dòng sông. Tiếp theo là bài Người Lái Đò Sông Tiền. Người Lái Đò Lấy Đà. Người Lái Đò Sông Đà. Thì trong cái tác phẩm đó nha, các em về các em học giùm cô rồi chúng. Em làm gì vậy? Sao cái thái độ học tập của em kỳ vậy? Em nha, mời phụ huynh của tôi lên gặp em nha. Em nha, tôi mời phụ huynh của em gặp phụ huynh của tôi. Tôi mời em gặp phụ huynh của tôi. Tôi mời phụ huynh của em lên gặp tôi. Em mời phụ huynh của em lên gặp tôi.